Thấy sự việc trên đường, ông bố ra tay làm việc tốt. Rồi, như vậy là một người đàn ông đã dừng xe ở bên dưới đường rồi. Anh chú trai làm gì đây? Rồi, như vậy là anh hỏi là ai bán cá ở đây? À, như vậy là trên xe thì anh đã nhìn thấy có một chú cá là đã thoát ra ngoài rồi. Không biết là bay ra kiểu gì, dành chân tận kia rồi. Như vậy là sau một lúc chờ đợi thì cũng không thấy chủ hàng đâu. Không biết là chủ hàng là có vẻ đi ngủ rồi sao ấy. À, anh cầm cái rồi. Rồi, như vậy là anh đã thả một con cá chép cỡ 2 cân trở lại bể nước rồi. Đấy. Chủ hàng không biết là đi đâu. Anh đã phải ra tay trượng nghĩa ở đây. Là một tấm gương cho những đứa trẻ noi theo. À đây, chủ hàng đây rồi. À, chủ nhà hàng, mẹ chủ bán cá thì bây giờ mới ra. Đấy. Nhưng mà anh trước đó anh hỏi anh đã cho cá vào rồi. Tôi cứ tưởng anh đưa lên xe mang đi luôn cơ, nhưng không nhờ. Anh đã cho cá và giúp đỡ cho chủ hàng ở đây. Một hành động nhận được điểm 10. Và chắc hẳn là hai em bé sẽ học được những điều tốt đẹp để lan tỏa cho xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất tại Việt Nam mỗi ngày.